Thưa quý vị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức đi thăm hỏi, động viên và trao tặng tiền mặt hỗ trợ cho các gia đình không may có thân nhân mất do thiên tai gây ra. Tại khu định cư khu vực 5, phường Hương Sơ, thành phố Huế, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thăm hỏi và động viên gia đình có hai người thân mất do lật thuyền và trao số tiền mặt hỗ trợ là 10 triệu đồng. Lãnh đạo hội đã trao số tiền 5 triệu đồng cho một hộ bị sạt lở tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà. Dịp này, Đoàn Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 50 thùng hàng gia đình của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do lũ tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà với tổng trị giá 30 triệu đồng. Mỗi suất gồm một thùng nhựa 75 lít, một xô nhựa 10 lít, một gạo nhựa, hai chăn len, một màng phim đôi, một chảo nhôm, một nồi nhôm, một ấm nhôm. Đây là những vật dụng rất thiết yếu giúp người dân có điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt. Số tiền mặt và thùng hàng gia đình được trích từ nguồn hỗ trợ khẩn cấp của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.